Thứ ba. Và ở hiệp thứ hai này các cầu thủ chúng ta sẽ thi đấu bên phần sân bên phải mà ảnh của bạn, và chúng ta sẽ thi đấu bên phía bên trái mà ảnh của bạn. Chỉ số hiện tại đang là 2-0 về đội tuyển chúng ta. Và cơ hội vẫn còn cho chúng này. Pha bóng tốt từ người và đánh đầu hơi dài. Tuy nhiên đó là một pha tự ngã, không có sự tác động nào của cầu thủ chúng ta. Thank you.
Wow.
chiếc bài của nghệ sĩ Nguyễn Cao Thời Duyên, động viên chính của trận đấu ngày hôm nay cũng đã có mặt kịp thời. Và hôm nay bây giờ tôi xin trao quyền bình luận lại cho Nguyễn Cao Thời Duyên. Tôi sống là 20 đội lớn tiếp theo.